GameFi hồi sinh, top 5 token GameFi triển vọng trong năm 2024. Cách đây vài năm, GameFi được coi là một xu hướng đầy tiềm năng nhưng sau đó đã nhanh chóng lụi tàn. Tuy nhiên, gần đây, GameFi đã có dấu hiệu hồi sinh với nhiều dự án đầy triển vọng. Vậy tại sao GameFi lại hồi sinh? Video này sẽ mang đến câu trả lời cho bạn. Hãy xem hết video này để biết GameFi hồi sinh như thế nào cùng với các dự án GameFi tiềm năng mà nhà đầu tư cần quan tâm nhé. Trước hết, hãy cùng nhìn lại tình hình thị trường trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Sự phát triển liên tục của Bitcoin không chỉ là một biểu hiện của sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, mà còn tạo nên đà tích cực đáng kể cho lĩnh vực GameFi. Điều này thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa thị trường tiền điện tử và ngành công nghiệp game, tạo ra những cơ hội mới và thú vị. Theo báo cáo quý 3 năm 2023 của Mastery, lĩnh vực gaming đã thu hút khoảng 249 triệu USD từ các quỹ đầu tư lâu năm như Binance Lab, DWF Lab, A16Z, Sequoia và Husky Capital. Một điểm cộng cho lĩnh vực này nữa là sự đổi mới ngày càng tăng trong nội dung game, tokenomics, cơ sở hạ tầng và đồ họa của các dự án GameFi. Ngoài ra, các con lớn ở trong thị trường game Web 2 cũng đang dấn thân vào thị trường game Web 3. Ubisoft, tên tuổi đằng sau hai dự án game nổi tiếng là Assassin's Creed và Far Cry, không chỉ ra mắt bộ sưu tập Assassin's Creed NFT trên Polygon mà còn tiết lộ trò chơi blockchain đầu tiên của họ là Champion Tactics, xây dựng với mục đích tối ưu hóa trải nghiệm chơi game. Đội thể thao điện tử hàng đầu TSM đã hợp tác với Avalanche để xây dựng nền tảng Web 3 gaming mang tên Blitzcrafton. Nhà sản xuất của PUBG đang chủ động tham gia vào thị trường Web 3 gaming, tạo ra một blockchain riêng là Settlers, xây dựng trên Cosmos. Konami đang lên ý tưởng xây dựng hệ thống Web 3 gaming và Metaverse, đồng thời tích hợp công nghệ NFT và trò chơi để tạo trải nghiệm độc đáo cho người chơi. Nhìn chung, với những tín hiệu tích cực này, khả năng hồi sinh của GameFi trở nên rất cao, đặc biệt khi nó thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư lớn, mà như các bạn đã biết, quỹ lớn sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp thẩm định và đánh giá kỹ càng các dự án, nên các quyết định của họ sẽ có tính chuyên môn cao. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường crypto đang có dấu hiệu của một mùa tăng trưởng mới, có vẻ như năm 2024 sẽ là một thời điểm hấp dẫn cho GameFi trỗi dậy và trở thành một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của cộng đồng crypto. Vì vậy, các anh em trader hãy tìm hiểu thêm ở mạng này để mở rộng danh mục đầu tư của mình nhé. Hiện nay, một số dự án GameFi mới và cũ cũng đang được nỗ lực cải tiến và cho ra nhiều tựa game hay đến với cộng đồng. Phần tiếp theo, Farm Trading sẽ giới thiệu cho các bạn một vài dự án GameFi tiềm năng nhé. Trước hết, chúng ta sẽ khám phá nền tảng GameFi tiềm năng Immutable X. Immutable X khá đặc biệt vì nó là giải pháp Layer 2 đầu tiên cho NFT trên Ethereum, tập trung chủ yếu vào NFT và các trò chơi blockchain Play to Earn. Nó mang lại khả năng mở rộng nhanh chóng và giảm phí gas, đồng thời bảo đảm tính bảo mật của tài sản NFT. Ban đầu, Immutable X được gọi là Fuel of Games và có trụ sở tại Úc. Sau đó, họ hợp tác với Starware để xây dựng cơ sở hạ tầng blockchain cho việc chuyển quyền sở hữu NFT trong ngành công nghiệp game. Điều đặc biệt là với khả năng xử lý lên đến 9.000 giao dịch mỗi giây, Immutable X nổi bật với sự thuận tiện và hiệu suất cao. Đội ngũ phát triển của Immutable X cũng phát triển thêm nhiều sản phẩm và tạo ra nhiều công cụ hỗ trợ cho nhà phát triển blockchain. Immutable X cho phép người dùng có thể đốc NFT mà không tốn phí gas qua giao diện Web3 thân thiện và nhà phát triển có thể dễ dàng xây dựng các dự án NFT với API của họ. Khi phát triển trên Immutable X, các dự án game sẽ tận dụng các tính năng độc đáo của Ethereum để cung cấp những tính năng hấp dẫn và lợi ích cho những người tham gia giao dịch NFT. Tính đến thời điểm hiện tại, Immutable X đã trải qua 3 vòng gọi vốn lớn là vòng gọi vốn A với số tiền là 15 triệu đô, vòng gọi vốn B với số tiền là 60 triệu đô và cuối cùng là vòng gọi vốn C với số tiền khủng nhất là 200 triệu đô. Ngoài ra, Immutable X cũng nhận được nhiều nguồn vốn khác đổ vào, dẫn đến số tiền gọi vốn đã tăng lên đến 298,56 triệu đô. Các nhà phát triển của dự án cũng gồm nhiều thành viên nổi bật, trong đó hai thành viên chủ chốt của Immutable X được xuất hiện trong danh sách Forbes Under 30. Với nhiều điểm nổi trội như vậy, Immutable X đã thu hút hơn 150 tựa game nổi tiếng như Illuvium, Sky Up Guardian và Ghost Unchained. Token của Immutable X là IMX chủ yếu được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, khuyến khích người dùng và nhà phát triển. Chủ sở hữu token có thể nhận được phần thưởng thông qua việc stake và tham gia quản trị nền tảng. Mức giá cao nhất mà IMX ở thời điểm mình nghiên cứu là 1,85 đô. Mức giá này đã chia hơn 5 lần so với đỉnh 9,5 đô đạt được vào ngày 26 tháng 1 năm 2021 và tổng cung là 2 tỷ IMX. Hiện tại thì lượng cung lưu hành của IMX đạt 1,3 tỷ IMX, chiếm khoảng 66,1 so với tổng cung. IMX được list trên khá nhiều sàn khác như Binance, Coinbase, OKX, Gate, v.v. hay các sàn DEX như là Uniswap, SushiSwap, Loopring Exchange, v.v. Hiện tại, trong danh sách các dự án GameFi theo giá trị vốn hóa thị trường của CoinMarketCap thì IMX vẫn đang giữ vị trí top 1. Điều này chứng tỏ IMX vẫn giữ được phong độ của mình trong thị trường GameFi. Nhìn chung thì Immutable X đang nắm giữ nhiều tiềm năng tăng trưởng. Có thể nói rằng Immutable X đang là giải pháp toàn diện hỗ trợ cho sự phát triển của dự án GameFi và khi trend GameFi bùng nổ trở lại thì Immutable X có thể là dự án dẫn đầu cho trend này. Ronin Network, một blockchain layer 1 dựa trên EVM tập trung vào lĩnh vực GameFi. Ronin Network được nghiên cứu và xây dựng bởi Sky Mavis, một doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Ban đầu, Ronin Network chỉ hướng đến việc phục vụ sự phát triển của Axie Infinity, nhưng sau đó nền tảng này đã mở rộng thêm hệ sinh thái của mình để thu hút thêm nhiều dự án mới. Đến thời điểm hiện tại, Ronin Network đã có hơn 4,1 tỷ đô khối lượng giao dịch NFT. Đặc biệt, Ronin Network đang là blockchain duy nhất đã chứng minh được khả năng mở rộng quy mô của một trò chơi để đáp ứng nhu cầu của hàng triệu người dùng hàng ngày. Token RON của Ronin Network đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Nó được sử dụng để thanh toán phí giao
dịch, quản lý dự án thông qua DAO, thực hiện trẻ nốt cũng như tham gia các hoạt động farming và staking. Mức giá cao nhất mà Ron đã đạt được là 3,58 đô vào tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, thời điểm mà mình nghiên cứu, giá đã giảm gần 2 lần, còn 1,67 đô. Hiện tại, Ron đang có vốn hóa thị trường khoảng 473 triệu đô. Từ giai đoạn cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 thì vốn hóa của Ron bắt đầu có sự tăng trưởng nhanh chóng. Điều này cho thấy dự án đang hoạt động rất tốt ở giai đoạn này và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Ronin đã ra mắt nhiều tính năng và sản phẩm mới như Mavis Hope 2, Ronin Wallet Social Login, Mavis Market, ra mắt on Meta trên Ronin Network và Ronin Name Service. Với nhiều điều kiện phát triển, hệ sinh thái của Ronin Network ngày càng phát triển với nhiều dự án game hấp dẫn và nổi tiếng như là Pixel, Machine Arena, Wild Forest, Battle Beer Heroes và nhiều dự án khác. Sky Mavis, công ty đứng sau Ronin Network, đang nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà đầu tư nổi tiếng như Binance, AM6Z, Animoca Brand, Paradigm cùng với nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ khác với số vốn huy động được lên đến 331 triệu đô. Ngoài ra, Ronin còn có hơn 250 đối tác tiềm năng. Đây cũng là lợi thế lớn để dự án phát triển mạnh mẽ hơn. Nhìn chung, chúng ta có thể thấy Ronin Network đang là một nền tảng có nhiều tiềm năng. Nó là chứng minh được khả năng của mình không chỉ ở trong AXS Infinity mà còn trong nhiều dự án khác. Đặc biệt là token Ron chưa có sự đột phá lớn về giá trong quá khứ và chưa được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch lớn như Binance. Điều này có thể là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Một nền tảng dành cho GameFi tiềm năng tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Gala Network. Kể từ khi ra mắt vào năm 2020, Gala Games đã nhanh chóng trở thành một cái tên nổi bật trong thế giới GameFi. Hoạt động trên cả Ethereum và Binance Smart Chain với mô hình Play to Earn đứng đầu xu hướng, đã có thời điểm Gala Games thu hút được khoảng 1,3 triệu người chơi tích cực trên toàn thế giới. Ngoài việc tập trung vào trải nghiệm chơi game, Gala Games còn xây dựng một hệ sinh thái đa dạng bao gồm NFT Marketplace để mua bán các vật phẩm trong game nhằm tạo ra thu nhập cho người chơi. Đội ngũ phát triển hùng hậu của Gala Games có khoảng 60 thành viên. Họ luôn chú trọng vào việc phát triển chất lượng của trò chơi và nâng cao trải nghiệm người dùng. Gala Games không chỉ giới hạn ở một thể loại game mà đa dạng hóa với nhiều thể loại như là Battle Royale, Tower Defense, PvP Brawler, Match 3, Survival MMORPG, Simulation, Fantasy RPG, Survival FPS và nhiều hơn nữa. Không chỉ hoạt động trên Ethereum, Gala Games còn xây dựng blockchain của riêng mình là Giri, hỗ trợ nhanh chóng giao dịch, giảm chi phí min NFT và phí mạng và được tối ưu hóa đặc biệt cho lĩnh vực GameFi. Ngoài lĩnh vực GameFi, Gala còn mở rộng hệ sinh thái của mình bằng cách tích hợp thêm âm nhạc và phim ảnh vào blockchain để mang lại cho người dùng những trải nghiệm đa dạng hơn. Token chính của Gala Games là Gala đã trải qua bản cập nhật Gala V2 với nhiều tiện ích mới. Ở thời điểm mà mình nghiên cứu, giá của Gala đang là 0,02 đô. Mức giá này đã chia hơn 41 lần so với đỉnh là 0,83 đô đã đạt được ở trước đó. Lượng cung lưu hành của Gala tại thời điểm này là khoảng 27 tỷ Gala. Vốn hóa thị trường của Gala đang giữ vị trí số 8 trong danh sách top các dự án game. Như các bạn đã thấy, Gala Games đang nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm và cả tokenomics. Đây hứa hẹn là một token GameFi tiềm năng khi trend GameFi bùng nổ. Ngoài ba dự án nền tảng về GameFi mình đã phân tích ở trên, thì mình còn muốn giới thiệu cho anh em một con game mới đang làm mưa làm gió ở trong cộng đồng GameFi gần đây, đó chính là Big Time. Big Time là một tựa game nhập vai trực tuyến được xây dựng trên Ethereum. Trò chơi này áp dụng mô hình Play to Earn, cho phép người chơi trải nghiệm trò chơi để nhận các phần quà hấp dẫn như là NFT hay token Big Time. Thông qua hai vòng gọi vốn, Big Time đã kêu gọi được 21 triệu đô trong vòng đầu tiên, mang lại 10,3 triệu từ các nhà đầu tư lớn, trong khi vòng gọi vốn thứ hai thu được 11 triệu đô từ các công ty trò chơi áp dụng công nghệ của Big Time. Về đội ngũ phát triển, Big Time được xây dựng bởi thành viên có nhiều kinh nghiệm trong ngành trò chơi và họ có mục tiêu mang lại một trò chơi blockchain thú vị và dễ tiếp cận. Sau khi chính thức ra mắt token vào ngày 11 tháng 10 năm 2023, Big Time đã gây ấn tượng khi tăng giá 23 lần chỉ trong 2 ngày sau khi được niêm yết, ngay cả khi thị trường có dấu hiệu sụt giảm nhẹ. Giai đoạn tháng 12 năm 2023 đến nay, Big Time cũng liên tục lập đỉnh mới và ở thời điểm mình tìm hiểu thì dự án đang giữ mức giá khoảng 0,3 đô. Token Big Time được list trên các sàn KEX lớn như là Coinbase, OKX, MSC, KuCoin, BitGet v.v. hay list trên Binance Futures, nên trong tương lai Big Time vẫn có khả năng cao trong việc list spot trên Binance. Vốn hóa thị trường của Big Time có sự tăng trưởng từ giai đoạn tháng 12 năm 2023 đến đầu năm 2024. Ở thời điểm này, vốn hóa của Big Time đang ở mức khoảng 151 triệu đô. Con số này tương đối thấp, nhưng vốn hóa càng thấp thì dự án sẽ càng có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Dù đang trong mùa downtrend, Big Time vẫn gặt hái được nhiều thành công và tạo ra triển vọng phát triển lớn trong tương lai. Đặc biệt, với đội ngũ phát triển có kinh nghiệm, nội dung thú vị và chất lượng game, Big Time là một lựa chọn hấp dẫn để anh em có thể mở rộng danh mục đầu tư hoặc tham gia để trải nghiệm và nhận những phần thưởng hấp dẫn. Cuối cùng, chúng ta sẽ khám phá tựa game tiềm năng của Ronin Network, Pixel. Đây không chỉ là một trò chơi nhập vai nông trại mà còn kết hợp yếu tố phiêu lưu trong một thế giới mở được thiết kế với đồ họa Pixel độc đáo. Pixel cam kết xây dựng một trải nghiệm chơi game có khả năng tương thích cao và dễ tiếp cận cho người chơi ở mọi trình độ. Trong thế giới này, người chơi thu thập tài nguyên, phát triển kỹ năng và xây dựng một xã hội thu nhỏ để tạo ra những trải nghiệm thú vị. Mục tiêu của Pixel là trở thành một tựa game blockchain hướng tới việc thiết lập tiêu chuẩn cho phân phối tài sản công bằng, minh bạch và quyền sở hữu trong cộng đồng game. Ban đầu,
Pixel được phát triển trên nền tảng Polygon và sau 2 năm, dự án đã di chuyển sang Ronin Blockchain để tiếp tục phát triển vào năm 2023. Pixel sở hữu hai loại token chính là Berry và Pixel. Token Pixel được sử dụng trong các hoạt động trong game như giảm thời gian xây dựng, tăng năng lượng, mua đồ trang trí và mở khóa kỹ năng. Còn token Berry là một phần thưởng trong dự án. Người chơi có thể sử dụng Berry để mua vật phẩm cơ bản hoặc mở khóa khu vực mới trong game. Nhà sáng lập Pixel đã xác nhận dự án sẽ có kế hoạch ra mắt token Pixel và cảnh báo cộng đồng về nguy cơ lừa đảo. Họ cam kết thông báo ít nhất 3 ngày trước khi triển khai để những người giữ token RON của Ronin có thời gian unstake hoặc mở khóa token. Hành động này cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ phát triển trong việc hoàn thiện dự án và bảo vệ cộng đồng game thủ của họ. Pixel đã huy động được vốn lên đến 2,4 triệu từ các nhà đầu tư như Animoca Brand, OpenSea Ventures, PKO Investment, Leonis Capital và Untapped Capital, một con số đáng chú ý cho sự phát triển của một dự án game. Tóm lại, dù đã trải qua một giai đoạn phát triển, Pixel hiện đang là một dự án game NFT tiềm năng cho tương lai. Sự kiên trì của đội ngũ phát triển trong việc hoàn thiện game và việc chuyển đổi sang Ronin là minh chứng cho kiến thức sâu rộng của họ về thị trường và cam kết mạnh mẽ để đưa dự án tiến xa hơn. Nhìn chung, các dự án game đang nỗ lực phát triển và cải tiến để mang lại nhiều sự thay đổi mới cho lĩnh vực GameFi. Những cải tiến này vừa giúp nâng cao trải nghiệm người chơi, vừa giúp người chơi kiếm thêm thu nhập và nó còn là những khoản đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư trong thị trường crypto. Anh em có thể tham khảo các thông tin ở trên và để ý 5 dự án GameFi mà Farm Trading đã phân tích nhé. Ngoài ra, anh em cũng nên tự khám phá và phân tích để có cái nhìn khách quan hơn cho những chiến lược đầu tư của mình nhé. Uptrend sắp đến gần và việc nắm bắt các dự án crypto tiềm năng là điều cần thiết cho anh em trader để cung cấp thêm thông tin hữu ích và tạo ra môi trường thoải mái cho việc chia sẻ kiến thức cũng như tín hiệu giao dịch ngắn hạn và dài hạn trong thị trường crypto. Thì Farm Trading đã tạo một group trên Telegram, hãy tham gia ngay để cùng giao lưu và thảo luận nhé. Nhóm này thì hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng giao dịch và tăng tỷ lệ thắng, hãy tham gia vào kênh giao dịch crypto tỷ lệ thắng cao. Link các nhóm đã có sẵn ở phần mô tả bên dưới video. Bạn chỉ cần click vào đường link ở trong phần mô tả bên dưới video này. Hãy cùng giao lưu, chia sẻ và học hỏi để trở thành những trader thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hy vọng video hữu ích với bạn. Hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi những video hấp dẫn khác của Farm Trading.